đẹp mặt chưa? Nhảy nhót, nhảy dây, nhảy hip hop thì không thích. Lại cái tin nhảy đồ là sao chị ơi? Em gái mắt tinh như cú vọ ấy nhỉ? Đúng chị ơi, mắt em tinh như cú vọ nên có nhiều đứa đến đây ăn trộm bất thành. Thì tiếng Việt nó mới có chữ cái cú đấy chị ạ. Thế chỗ này đã đúng 300 triệu chưa chị ơi? Chứ chị muốn thanh toán hay là mặc đồ Juventus hả chị? Thanh toán em ạ. Được rồi đấy, về đi chị. Em cho chị xin mấy cái túi đựng cho nó tử tế em ạ. Cái gì cơ? Tử tế á? Bao giờ cái tâm can của chị nó tử tế thì đời này nó mới tử tế lại được với chị. Chị hiểu rồi em ạ. Về đây chị ơi, về đây. Thế nào? Hóa ra không chỉ là chú bán dầu qua cầu bán bé thôi.